Xin chào các cô chú, các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sài Gòn Kids kênh. Thank you.
Mẹ Bốn xin chào các cô chú, các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh ẩm thực mẹ Bốn nha. Hôm nay mẹ Bốn làm đồ chay, tại vì bà ngoại mẹ Bốn mắc vì Covid đó, nên gần tháng nay mẹ Bốn làm đồ chay không à. Thì mẹ Bốn ra vườn có cà tím trồng rồi cả nhà. Mẹ Bốn trồng cà tím xay nó ăn cả năm rồi đó, gần gấp năm rồi mà vẫn còn quá trời, thấy không. Bây giờ mẹ Bốn hái cà tím vô làm món chay cho bà ngoại nha. Thì mẹ Bốn hái được 3 trái cà tím ngon rồi cả nhà. Thì mẹ Bốn sẽ chế biến từ cà tím và chay để cúng ngoại. Cả nhà có xem video nhà mẹ Bốn nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ gia đình mẹ Bốn nha. Trước tiên thì làm cà tím thì mẹ Bốn sẽ chuẩn bị chanh. Thì một tô nước với chanh dắp vô là chanh nước pha loãng. Mẹ Bốn chuẩn bị nước chanh là để cho ngâm cà tím cho đựng có đen á cả nhà. Bây giờ cậu cả cà tím ngon ghê không, nhìn nó tươi ghê không, cắt loại vườn vô mà. Thì mẹ Bốn sẽ cắt khoảng 1 xăng nha, 1 xăng nha. Ok, mẹ Bốn sẽ cắt 1 xăng. Thì cả nhà có xem video nhà mẹ Bốn á, mẹ Bốn hay ghi phần chú hít á ở trên video á, thì cả nhà đọc và nghe nhạc nha. Mẹ Bốn hay ghi chú hít á, nghe nhạc huyền cho nhạc đồng quê cho nó thư giãn á cả nhà. Thì mẹ Bốn có note ở phần ghi chú á, ở dưới phần video á, thì cả nhà không có kịp coi video á, thì cả nhà mở cái phần nốt nội dung ở dưới á, thành phần nguyên liệu á, mẹ Bốn có nốt đó. Nếu không hiểu gì á, thì cả nhà comment hay bình luận gì góp ý kinh để chúng ta hoàn thiện cái kinh của mẹ Bốn hơn nha cả nhà. Mẹ Bốn cảm ơn cả nhà nha. Thì nhớ xem video, like, đăng ký kinh và ủng hộ gia đình mẹ Bốn nha. Và nhớ nhấn cái chuông á, cái bên á, cái chỗ phần đăng ký á, có cái chuông á, thì cả nhà nhấn vô để theo dõi những cái video khi mẹ Bốn ra, thì cả nhà thấy cả nhà vô kinh mà coi cái phần chuông thông báo á đó, cái phần thông báo là thấy phải nhấn cái chuông mới ra được cái thông báo. Thì bây giờ mẹ Bốn sẽ chuẩn bị vài lát tỏi và ớt nha, vài lát tỏi và ớt thì chuẩn bị đó, mình sẽ đâm nhuyễn ra nè. Thì bây giờ mẹ Bốn sẽ đưa nhạc vô và nốt cái phần mà lên cái video, cái thành phần, và cả nhà xem video vui vẻ và hạnh phúc nha. Mẹ Bốn chúc cả nhà nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống ạ. Thank you.
Xin chào các cô chú, các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Barbie Boot Channel. Hôm nay mẹ Bốn muốn chia sẻ với các cô chú và các bạn một món ăn về cà tím nha. Tại vì nhà mẹ Bốn thì thích ăn cà tím lắm. Thì cà tím thì rất tốt cho cơ thể. Thì mẹ Bốn hay sử dụng cà tím ở trong thực đơn trong gia đình của nhà mẹ Bốn á. Thì hôm nay mẹ Bốn chia sẻ cho các cô chú, các anh chị và các bạn một món ăn nha. Thì bây giờ mẹ Bốn có hai trái cây cà tím, nhưng mà mẹ Bốn không có dùng dầu nấu, mà mẹ Bốn sẽ pha chế theo cái cách mà không sử dụng dầu nha. Giờ chúng ta cắt cà tím nha cả nhà. Sau đó mình cho lượng nước vô ngâm nha cả nhà. Dùng một quả chanh cắt lấy nước để ngâm cà tím nha cả nhà, để cho cà tím trắng nha. Sau đó mình vắt cả chanh vô nha. Cái này mình dùng giấm mà mời Bốn không dùng giấm, mời Bốn dùng chanh để cho nó trắng cà tím đó, nó không mà tật cà tím nó đen á cả nha, cái đen á. Sau đó mình ngâm cà tím nha, để cho nó đừng có đen cà tím nha cả nhà. Bây giờ mình chuẩn bị một quả tỏi nha, tỏi cu đơ đó cả nhà. Mà mình cắt mình nhuyễn tỏi nha. Chúng ta để tỏi qua một bên nha, để chuẩn bị nấu nha cả nhà. Một miếng gừng nha, cũng cắt hành, cũng cắt miếng gừng này ra nhỏ nha cả nhà. Cũng để gừng qua chung với tỏi. Chuẩn bị một trái ớt sừng nha. Cái này ớt của nhà mẹ Bốn nên mẹ Bốn ớt xanh, chưa có đỏ nên mẹ Bốn sử dụng ớt xanh. Các bạn sử dụng ớt nào tùy các bạn nha. Cái này ớt nhà. Chúng ta cũng để qua cái chén cái tô này. Đã chuẩn bị mấy cây hành lá nha cả nhà. Mẹ cắt khúc hành lá. Tất cả đều bỏ qua cái chén hỗn hợp hồi nãy. Một muỗng nước tương lạc nha cả nhà.
muỗng dầu hào, 1 muỗng bột nêm. Chúng ta trộn lên nha. Chuẩn bị một tí thịt lợn nha cả nhà. Bây giờ mình băm thịt lợn nha. Cắt nhuyễn và băm nhỏ thịt lợn ra nha. Các cô chú, các anh chị và các bạn có xem video nhà mẹ Bốn thì nhớ like và comment, đăng ký kênh ủng hộ gia đình Bốn nha. Mẹ Bốn ở nhà chăm con á, nên mẹ liễm sữa. Nhờ các cô chú, các anh chị đăng ký và cho một view dưới nha. Mẹ Bốn xin chân thành cảm ơn các cô chú, các anh chị và các bạn ạ. Mẹ Bốn nhờ các cô chú like giúp video mẹ Bốn nè, rồi sau đó đăng ký kênh nè, sẵn tiện nhấn cái chuông nè để theo dõi những video mẹ Bốn ra. Cảm ơn cả nhà. Chúng ta vớt cà tím ra nha cả nhà. Chúng ta sử dụng bột bắp nha cả nhà. Cái món ăn này rất là dinh dưỡng nha. Cà tím lúc nào cũng tốt đó, cho hệ thần kinh nè, chống đột quỵ nữa, giảm béo nữa. Chúng ta bắt lửa xào thịt nha cả nhà, cho lượng dầu vừa đủ, cho củ hành vô. Cho thịt bằm vô nha cả nhà. Chính rồi, chúng ta để qua cái dĩa nha cả nhà. Sau đó dùng cái chảo bỏ cà tím vô nha cả nhà. Mình dùng cái lửa nóng để mình cho nó cà tím nó chín đó cả nhà. Xong rồi chúng ta để qua cái chảo khác chứ. Giờ đổ hỗn hợp đó vô, của mình vô nha. Thank you.
bốn đã hoàn thành cái dĩa cà tím thịt lợn không dùng dầu để xào nha cả nhà, rất là ngon nha cả nhà nè. Đó ngon không? Đó nè, đó đó quá ngon. Mày bốn thử thì ngon nha. Ăn nước cơm trắng rất ngon nha cả nhà. Mẹ bốn chúc các cô chú, các anh chị và các bạn thành công với món cà tím xào không dầu này nha cả nhà. Và đừng quên đăng ký kênh giúp mẹ bốn nha, ủng hộ gia đình nhà mẹ bốn nha cả nhà. Bye bye các cô chú, các anh chị và các bạn. Hẹn lại gặp lại các cô chú, các bạn vào cái video kế tiếp nha cả nhà. Mẹ bốn sẽ chia sẻ những cái món ăn trong gia đình thôi. Hy vọng á, cả nhà like, đăng ký kênh giúp mẹ bốn nha, để theo dõi những cái video kế tiếp mẹ bốn đăng nha. Bốn chơi gì vậy? Đi với mẹ hái cà tím nè, cà tím lên quá trời nè. Bốn bốn, bốn bốn đi với mẹ đi. Bốn lại hái cà tím với mẹ nè bốn. Cà tím nhiều lắm nha cả nhà. Bây giờ mẹ bốn hái cà tím để nấu cà tím, thu hoạch cà tím để làm món cà tím nha. Cà tím quá trời kìa, thấy không? Đó, cà tím nhiều lắm. Bây giờ mẹ bốn hái cà tím vô nấu món gì nha cả nhà ha. Mình nướng cà tím. Ngon không? Nè. Một trái. Đây nữa nè cả nhà, thấy không? Hai trái. Đây nữa nè. Ba trái. Đây nữa nè, thấy chưa? Bốn trái. Được bốn trái cà tím, thấy chưa cả nhà? Không biết bên đây có, để mẹ bốn quay qua đây coi ha. Được trái này nữa nè cả nhà. Năm trái. Đó, thấy không? Thêm trái dưới đây nữa nè cả nhà. Đó, quá trời. Đức Đức, bỏ vô cà tím gỗ cho mẹ đi con. Bỏ vô gỗ đó. Rồi, ok mẹ cảm ơn nha. Ồ, mẹ con ra hái cà tím nè cả nhà. Quá trời nè. Đó. Thôi bây giờ mẹ con vô nấu cái gì để ăn nha cả nhà ha. Trước khi nấu, mẹ bốn nhờ các cô chú like giúp nhé mẹ bốn nha. Sau đó nhấn cái đăng ký kênh nè, rồi nhấn cái chuông để theo dõi những video mẹ bốn ra nha cả nhà. Mẹ bốn xin cảm ơn cả nhà. Mẹ bốn xin chào các cô chú, các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Baby Food.
channel. Hôm nay nhà vườn nhà mẹ bốn thu hoạch được cà tím đó cả nhà, thì mẹ bốn sẽ làm món bánh cà tím chay nha cả nhà. Thì rau củ quả các cô chú các anh chị và các bạn có xem video nhà mẹ bốn thì nhớ ủng hộ nhà mẹ bốn một like một đăng ký kênh nha cả nhà. Bây giờ mẹ bốn cắt khoanh cà tím ra nha cả nhà. Cà tím ngon lắm cả nhà. Kế tiếp mình phải móc ruột cà tím ra nha. Móc như vậy nè, đó. Như cái tô. Bây giờ mẹ bốn lấy hết ruột ra, bây giờ mình cắt nhỏ nhỏ cái ruột của cà tím nha cả nhà. Giỏ cà tím lên đây. Bây giờ mẹ bốn cắt nhỏ nhỏ ra nha. Để bỏ chung với trứng với cà gót nha cả nhà. Bây giờ mình cắt nhỏ rồi mình bỏ qua cái tô như cả nhà. Cà gót nha cả nhà. Cà gót mình bào. Cũng cắt cà gót thành hạt lựu nha cả nhà. Cũng để qua cái tô luôn. Chúng ta chuẩn bị vài củ hành nha cả nhà. Mẹ bốn trộn tất cả các nguyên liệu đã cắt vào một cái tô, sau đó đập hai quả trứng vào. Kế tiếp thì mình cho bột bắp vào nha cả nhà. Bột bắp nhiều hay ít là do cái lượng nước của trứng gà nha, nó sệt sệt là được. Sau đó mình cho cái bột nêm nè. Cái nguyên liệu này mình bỏ thêm cái dầu hào cho nó ngọt ngọt, có vị mặn mặn ngọt ngọt thơm thơm nha cả nhà. Thì bây giờ là mẹ bốn trộn tất cả các nguyên liệu lại với nhau. Thì cả nhà thấy cái nước nó sệt sệt lại là ok, đừng có lỏng quá. Thì mà lỏng quá thì khi mà mình chiên cà tím, làm bánh cà tím á, thì nó sẽ lỏng, nó chảy thì không có ngon nha cả nhà. Món cà tím thì rất tốt cho sức khỏe, nó có tới mười mấy công dụng lượng đó nha cả nhà. Cà tím thì rất tốt. Thì bây giờ cái vỏ bánh thì mẹ bốn sẽ bao bọc cái bột bắp nha cả nhà. Thì mẹ bốn sẽ đổ bột bắp vô và dùng tay trộn đều cái vỏ bột bắp á, nó bao bọc với vỏ cà tím, để nó khi mà khi chiên á thì cái vỏ cà tím nó sẽ cứng và nó không có đổi màu, nó vẫn còn màu tím và nó cho ra rất là giòn và thơm ngon nha cả nhà. Thì bây giờ mẹ bốn sẽ bỏ tất cả cái vỏ bánh đó, vỏ cà tím đó vô cái chảo.
Tiếp theo thì mẹ bốn sẽ cho cái nhân vô chính giữa, vô cho tất cả cái nhân vô chính giữa. Thì cà tím thì nó có tốt cho tim mạch nè, cho cắt chống oxy hóa nè, cải thiện bộ nhớ nè, giúp giảm cân nè, rồi ngăn ngừa bệnh thiếu máu nè, tốt cho mắt nè, giúp xương rất khỏe nè, rụng, ngăn ngừa rụng tóc và làm bóng tóc nè, tác dụng lợi tiểu nè, cải thiện hệ thống miễn dịch. Cà tím có thể mình nấu lên lấy nước á, pha nó nấu nước có pha mình uống để nó giảm cân cũng được đó cả nhà. Để bữa nào mẹ bốn làm bi déo về clip cà tím, nước cà tím như thế nào nha. Rồi mẹ bốn sẽ review cái nước đó nó thơm hay ngon hay dở nha cả nhà. Đó, cái món bánh cà tím rất thơm ngon, thấy mọi người thấy nó màu rất đẹp không? Chiên ra thì nó rất là giòn nha cả nhà. Thì bây giờ mẹ bốn chuẩn bị lật cà tím qua một bên nữa để cho nó chín đều hết hai bên nha cả nhà. Cái món này á, thì mình ăn kèm với tương ớt và tương cà cho bọn trẻ rất là ngon. Mẹ bốn á, đang làm chứ mấy đứa nhỏ nó đang thèm ăn á, nó đang chuẩn bị tương ớt tương cà cho mấy bé đó tự làm á. Thì bây giờ mẹ bốn lật nó qua nha. Wow, nó rất là ngon và thơm nha cả nhà. Rất là ngon luôn đó cả nhà ơi. Thì cái món này là thích hợp cho những cái bé mà lười ăn rau củ quả, các mẹ nên làm món này. Bây giờ bánh nó cũng đã chín rồi, mẹ bốn vớt ra dĩa nha, để cho bạn trẻ hưởng thức nha cả nhà. Nó rất là ngon nha, thơm ngon, giòn đều. Ăn vô cái vị nó rất là ngọt ngọt, bùi bùi, béo béo và giòn. Mẹ bốn chúc các cô chú, các anh chị và các bạn là xem video nếu có thấy hay thì cho nhà mẹ bốn một like và một đăng ký kênh ủng hộ gia đình mẹ bốn nha. Mẹ bốn chúc sức khỏe các cô chú, các anh chị và các bác. Hẹn lại các cô chú, các anh chị và các bạn ở video kế tiếp nha cả nhà. Bye bye cả nhà. Trời ơi, cà tím, salad cà tím rất là ngon nha. Thơm mùi mè nè. Hấp của cà tím mình hấp lá dứa, thơm mùi lá dứa luôn nha cả nhà. Trời ơi, vị cay nồng á, của ớt nè. Vị ngọt, vị béo của dầu hành nè. Trời ơi, thơm mùi mè ngon lắm. Hành tỏi nữa, phi thơm lên nữa. Trời ơi, quá là ngon, quá xuất sắc nha cả nhà. Đó. Ngon, quá ngon, quá xuất sắc. Rồi đổ tiếng cây, tiếng cây đổ xuống nước, nước ngon đất. Đứa ăn cà tím nè, cà tím nhà mẹ bốn chồng. Nè ăn con, ăn mẹ quay nè. Ngon quá. Bốn nhờ các cô chú các bạn thì like giúp mẹ bốn một cái, sau đó thì đăng ký cái kênh nè, nhấn cái chuông để theo dõi những video khi mẹ bốn ra rồi. Mẹ bốn cảm ơn cả nhà. Bốn nay thu hoạch cà tím nha cả nhà. Thì cà tím nhà mẹ bốn nay nó lên nhiều lắm nè. Đó, trái to to không nè. Mẹ bốn quay cho coi nè ha. Đó, quá trời luôn đó. Giờ mẹ bốn hái cà tím nha cả nhà. Trái này nó to quá nè. Nè thấy không? Ui cái lá. To quá trời nè, thấy không? Đó. Trời thấy không? Giờ mẹ bốn hái nha, nó không nó vàng đó.
cái kéo nhỏ qua hai bên. Bự ghê không cả nhà. Đó, này mẹ bốn đi thu hoạch ngoài đầu bếp đó. Giờ mẹ bốn hái tiếp nha. Rồi bên đây nó có to không nữa. Đây nữa nè cả nhà. Ba trái. Bốn trái. Đây nữa nè. Thấy không? Năm trái. Rồi bốn thu hoạch được năm trái cà tím rồi nè. Thấy ngon không? Xin chào các cô chú, các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Baby Wood Channel. Hôm nay á, mẹ bốn á, có thu hoạch cái rau mà cà tím á, nhà mẹ bốn trồng á, nhiều lắm. Bây giờ mẹ bốn sáng có thu hoạch cà tím, nên mẹ bốn làm món cà tím nha. Các bạn, các cô chú, các anh chị hãy xem mẹ bốn chế biến món cà tím ăn như thế nào nha. Hôm nay mẹ bốn không có chiên, là cũng không có nướng. Mẹ bốn sẽ làm salad cà tím nha cả nhà. Nên cả nhà xem nha. Đừng có khóc video nhà mẹ bốn nha. Nhớ xem nha, nhớ xem tới cuối nha. Bây giờ hãy theo chân mẹ bốn bắt tay vào chế biến cái món cà tím hành lá, ớt và củ hành tỏi thôi. Nhớ là xem nhà video nhà mẹ bốn, nhớ cho nhà mẹ bốn một like và một đăng ký kênh nha cả nhà ơi. Bây giờ mẹ bốn sơ chế cà tím nha. Cắt cái này bỏ đi. Mình cắt 1 mét. Cà tím ngon ghê không cả nhà, con này ngon ghê luôn á. Cà tím nhà nó ngon ghê không. Bỏ qua cái tô nha cả nhà. Cà tím nó non ghê cả nhà. Này có non ghê không? Này ngon không? Đó. Đã chúng ta cắt khúc ra nha cả nhà. Nha. Bây giờ mẹ bốn bật lửa lên hấp cà tím. Nhà mẹ bốn trồng lá dứa nên mẹ bốn hấp cái gì cũng vậy. Mẹ bốn hay cho lá dứa vô để cho nước nó khơm á cả nhà. Bây giờ mẹ bốn bỏ sửng nha. Này nhà mẹ bốn có hai cái sửng. Mẹ bốn sắp. Mẹ bốn sắp, bốn nó đứng đây nên nó mẹ bốn sắp nữa kìa. Đưa mẹ kìa. Chúng ta sắp hết. Bỏ. Bỏ, đưa đây qua cho mẹ. Con lên đưa nhiều vô. Nhiều vô. Nhiều vô. Hết. Đó.
băm tỏi ra nha cả nhà. Củ hành nữa. Chúng ta bỏ vào cái tô nha. Dùng hai trái ớt và cũng băm nhỏ nha cả nhà. Sôi dầu lên á, mẹ bốn đổ vô nha. Giờ này dầu nóng nha cả nhà. Rồi. Bây giờ mẹ bốn pha cái nước chấm nha, trộn salad nha. Mẹ bốn cho nước tương. Kế tiếp mẹ bốn cho dầu hào nha. Sau đó mẹ bốn cho một ít tiêu nha. Mẹ bốn cho mình một niêm tí vô nha cả nhà. Kế tiếp là mẹ bốn cho mè nha. Mè vô. Cái nước sốt cho salad cà tím đã ok nha cả nhà. Bây giờ mẹ bốn trộn lên. Ngon lắm, nghe mùi mè. Để mẹ bốn kiểm tra cái nồi hấp cà tím coi nó có chín chưa nha cả nhà. Bây giờ mình kiểm tra coi. Hấp trong vòng 10 phút rồi đó. Wow, để mẹ bốn lấy cái đũa. Mềm rồi nè cả nhà, vậy là chín rồi đó. Để mẹ bốn lấy ra nha. Cái nồi nó hôm mùi lá dứa ghê luôn á. Cả nhà nhớ hấp cái gì thì bỏ lá dứa vô cho cái thực phẩm của mình nó hôm mùi lá dứa nha cả nhà. Ngon ghê không nó, nóng hổi luôn á, bốc khói thấy không? Rồi, bốc khói lên luôn á cả nhà. Cà tím thì ăn nó điều trị tăng huyết áp, nó nói chung là nó rất là tốt nha cơ thể nha cả nhà. Và cà tím nó cũng giảm cân đó cả nhà. Mình ăn cà tím cũng giảm cân. Các cô chú các anh chị mà cao huyết áp hay gì cũng ăn cà tím. Mẹ bốn nay 40 tuổi rồi, mẹ bốn cũng huyết áp của mẹ bốn cũng lên á, hở mệt. Nên hả? Nên trồng cà tím ăn nè. Mà cà tím mình trồng á, ăn nó kho ngon hơn á. Ở ngoài nó trồng á, nói chung là cái đồ nào mà gia đình mình trồng á thì ăn á đều rất ngon hơn nha cả nhà. Thì mọi người thì cứ cố gắng mà trồng lấy gân đất mà bỏ vô cái hùng xốp hùng gì trồng cũng được, nó cũng lên á. Miễn sao là đất nó tốt là nó lên nha. Bây giờ mẹ bốn cưới nước sốt lên nha cả nhà. Bốn làm vi déo chỉ có mình nè. Người ta làm á vi déo có cả cái ekip. Mà bốn làm vi déo chỉ có mình nè. Nên cả nhà nhớ đăng ký nha. Mà mẹ bốn làm vi déo cũng chưa có mua lắm sữa gì hết á. Bố ở nhà ăn không mà. Mà bị em sửa mà. Tiền đâu mà mua máy quay xịn, cái chống gung,
cái ba chân mẹ bốn còn hả, dựng tới dựng luôn mẹ bốn cũng chưa có mua nữa. Nói chung á là làm YouTube không có tiền, không có đủ, không có tiền nên hả mẹ bốn không có mua sắm sửa gì á. Nếu mà kinh mà được đề xuất á, ngon ngon có tiền nhiều á, thì mẹ bốn sẽ sắm sửa và sẽ làm thật là tử tế luôn. Mà bây giờ không có tiền, mẹ bốn không có mua làm gì hết đó. Đó ngon lắm nha cả nhà, trời ơi quá ngon luôn. Nghe mùi dầu nè, mè khôm nè, ớt cay cay nè, ngon lắm. Bây giờ mẹ bốn thử một cái nha. Ngon không? Chấm vô. Nó nằm dưới nó nhiều lắm. Ngon quá. Ngon lắm nha cả nhà. Cay cay đó. Ồ, hôm mùi mè cay cay, ngọt ngọt béo béo. Cú vị. Ngon quá. À, quá ngon. Quá xuất sắc luôn.